Vâng, hello tất cả các bác nhá. Cũng như em xin chào anh Tú. Test nhanh một bộ karaoke cho anh Tú ở địa chỉ tại Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương các bác nhá. Một cấu hình rất là chất lượng. Cho nghe nhạc cũng như là hát karaoke. Một đời lênh đênh trắng tay yêu em nhiều bao năm ngày cưới. Sợ tình vây kín thương đau khi đời mình nghèo khó mai sau. Để rồi hôm nay xót xa khi nhìn người mê kín xa hoa. Ngậm ngùi thương tiếc riêng ta tìm đâu giây phút mặn. Tân nghèo như con nước trôi đưa con thuyền nơi đâu lá bên. Chất với cấu hình này các bác nha. Đó, cho anh Tú ở Thanh Hải, Thanh Hà, Hải Dương. Đầu tiên thì bộ này gồm một chiếc đẩy B3 bãi xịn các bác nhá. Dòng đẩy xò sắt, phải nói là chó tiếng nhà quá là hay luôn. Với dòng đẩy xò sắt B3 này. Một mic không dây KM600 nâng tiếng CB800 Ultra. Vang cư lai số các bác nhé, cư lai số có 8 chế độ để lựa chọn. Một đèn là DX6. Đằng sau các bác đây là đôi đằng sau trước mặt đây ạ, là một đôi loa B3 bát 30 một kèn các bác nhé, từ 190 côn 76. Và ở đây là chiếc Subtanoi đánh quá là phê luôn các bác ạ. Subtanoi các bác nhé, MSU10. Đây sẽ tăng thêm các bác cảm nhận này. Làm người ai không ước đâu mơ rằng giàu lời danh nguyên quý mà trời cho con trắng tay nên một đời ông lấy chua cay nhìn đời con chết đói thay cho cuộc tình mua bán trao tay lạy trời thương xót thân con cho kiếp sau không là khi kết hợp chuẩn tiếng bát rất là mềm các bác nhé. Bát xúc liền rất là mềm luôn các bạn. Và ở đây thì em cũng có ký hiệu rất là chi tiết và cụ thể rồi. Đó. Ở đây thì sẽ là tín hiệu ra 1 vào 1, ra 2 vào 2, ra 3 vào 3 và ra 4 vào 4. Đó, đấu rất là đơn giản thôi. Chỉ bằng với 4 chiếc dây Canon thôi. Với lại mic em cũng có ghi mic sau đây rồi. Đó. Tất cả đều đấu hết các bạn nhé. Đó, nhạc vào. Em cũng có gửi video cụ thể riêng để cho anh Tú sẽ tự mình đấu nối được. Bộ karaoke này thì là hơn 20 triệu các bác nhé. Thì anh cũng có đặt bên em là 2 triệu rồi.
và bên em sẽ vận chuyển xe. Khi nào anh nhận được thì anh sẽ thanh toán nốt. Chọn gói một bộ như vậy các bác nhé. Vâng, em cũng xin được phép test nhanh một chút thôi. Các bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại 0977434361 nhé. Rồi cho anh em đóng và vận chuyển cho nhanh kịp được gửi hàng cho anh. Ok, xin được chào anh Tú cũng như là toàn thể các bác đang theo dõi kênh.